chúng ta sẽ có rong biển nha mấy bạn ha. Rong biển thì chúng ta sẽ mua cái lá rong biển như vậy. Rồi chúng ta ngâm khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ. Đối với nước ấm nhẹ thì lá miso, cái lá rong biển này sẽ nở ra. Và chúng ta sẽ cắt thành những miếng vuông như thế này cho đẹp, để chúng ta cho vào canh. Thì trong miso, canh miso này chúng ta sẽ có một cái gọi là sốt miso để nấu canh. Thì cái sốt này mấy bạn có thể mua tại tất cả các cửa hàng bán đồ Nhật hoặc bán đồ Hàn Quốc đều có. Thì mấy bạn sẽ dùng một khoảng 2 muỗng canh cho một phần ăn gia đình. Và chúng ta có thể là nấu thịt hoặc nấu hải sản do yêu thích của mình. Thì ở đây là mình dùng là nghêu thôi, một ít nghêu thôi. Tại canh này đã có gia vị rồi nên chúng ta không cần phải nấu quá đậm đà, để theo cái hương vị là ví dụ như phải cho thêm thịt hay cái gì nó quá nặng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị canh ha các bạn. Canh thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần nước dùng. Nước dùng này thì mình vẫn chuẩn bị theo phương thức là một gia đình 4 người thì mình chỉ là nửa lít đến 6 lạng nước thôi. Mình cho vào đây. Rồi canh miso là một loại canh thanh đạm, không cần phải ăn với dầu mỡ, không phải xào hành dầu mỡ, và nấu rất là nhanh nha mấy bạn. Rồi mấy bạn cho nước sôi lên. Rồi trong khi chờ nước sôi thì chúng ta sẽ cho cái phần cái rong biển cắt nhỏ này vào trong đây hầm khoảng 10 phút để cho nó ra được cái mùi, cái vị đậm đà từ rong biển và mùi thơm từ rong biển. Và chúng ta trong đó thì chúng ta sẽ cho thêm cái sốt miso vào trong canh. Rồi chúng ta sẽ cho sốt miso, trong đây là 2 muỗng ăn cơm nha mấy bạn. Rồi chúng ta khuấy đều. Rồi sốt của chúng ta nó sẽ có màu vàng nhẹ gì nè mấy bạn. Rồi chúng ta sẽ cho rong biển vô. Một chút xíu. Rồi bắt đầu cái nước canh miso cũng đã sôi, chúng ta giảm lửa để cho sôi nhẹ thôi. Bắt đầu mùi súp miso bay lên rất là thơm. Rồi canh nãy giờ sôi cũng được hơi lâu thì bắt đầu mình sẽ cho nghêu. Và đậu hũ. Đậu hũ non mình cắt khối nha mấy bạn. Canh miso chú ý là mấy bạn nêm lại nước trước khi chúng ta cho thêm gia vị. Tại vì canh miso đã có cái nước súp miso rồi, mấy bạn coi chừng, coi chừng, cẩn thận, coi chừng mặn nha. Của mình là vừa ăn luôn nha mấy bạn, không cần phải nêm nữa đâu. Rồi canh của chúng ta đã xong rồi nè mấy bạn. Mấy bạn thấy nồi canh miso nấu rất là nhanh. Thì bây giờ chúng ta có thể là cho ra món canh rồi ha. Đây là món canh miso.